Wow. Wow, ngay sàn ngang luôn. Wow, quá hay. Wow. Hello anh em. Thì trong video clip trước, mọi người có xem mình đi đá bóng chung với lại anh Tịnh Torres tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên rồi đúng không? Thì trong video clip đó, anh Tịnh có giới thiệu một nhân vật, đó là Đức Cun, được mệnh danh là một siêu phủi tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên này. Thì hôm nay là một video clip riêng dành cho Đức Cun, mọi người cùng chờ xem nha. Mình đã vào sân rồi. Đức Cun nãy giờ đợi mình trong sân, đang đứng tầng banh đằng kia. Ồ, có vẻ kỹ năng đội chân tầng bóng khá là tốt, tầng cả đầu nữa. Hay quá. Nãy giờ tập với trời nắng như thế này mệt không em? Vậy cũng bình thường. Dạ. Ok, thì em có thể giới thiệu cho mọi người biết tên em là gì ạ? Dạ, em tên là Bùi Phúc Đức. Bùi Phúc Đức. Phúc Đức. Dạ. Biệt danh của em là Đức Cun. Dạ. Dạ. Em sinh năm bao nhiêu ta? Em hôm nay 30 tuổi. 30 tuổi là 1991 đúng không ta? Dạ đúng rồi. Rồi, ok. Em tập bóng đá từ năm nào? Dạ, em chơi bóng đá từ nhỏ. Từ nhỏ hả? Dạ. Nhớ được là em tập từ năm bao nhiêu tuổi không ta? Em lúc em chơi bóng chắc tầm học lớp 3, lớp 4. Trời, tập từ lớp 3, 4 đến giờ. Dạ. Kỹ năng bóng đá chắc là rất là siêu phàm đây. Em có từng trải qua môi trường năng khiếu nào trong... Dạ, trước là em có đá cho U11 tỉnh Phú Yên. U11 tỉnh Phú Yên. Dạ. Rồi. Sau này giờ... lớn lên thì chơi đá phủi rồi. À, giờ đi đá phủi thôi. Dạ. Em chỉ đá vòng vòng thành phố dạ. Tuy Hòa mình thôi. Hay là dạ. Mình có đi đấu xa ở đâu nữa không? Dạ, em cũng có đi Sài Gòn, Đà Nẵng. Sài Gòn. Rồi Bình Định, Nha Trang. Wow. Nhiều dữ vậy, đá toàn quốc luôn. Thế nơi nào là để lại cho em nhiều kỷ niệm nhất thôi? Dạ, nói chung là chỗ nào cũng có kỷ niệm riêng, nhưng mà riêng em là ở Đà Nẵng là có kỷ niệm nhiều nhất. Dạ, là có một bàn thắng hay là một thành tích gì ở Đà Nẵng? Em được thi đấu với lại các đồng nghiệp ở trong trong ngành. Dạ, trong ngành là ngân hàng hả? Liên Việt Bốc Banh. Dạ, hiện tại là Đức Cun đang làm tại một ngân hàng tên là Liên Việt Bốc Banh. Bốc Banh. Rồi, ok. Ơi, điểm sơ xíu, em mang đôi giày gì ta? Em mang đôi giày Nike à. Nike à? Dạ. Em mang bao lâu rồi? Em mang đôi giày đó là cũng lâu rồi. Lâu lắm rồi đúng không? Dạ. Dạ, thấy anh thấy cũng cũ lắm. Rách. Ok. Nãy đi vô thấy em tân banh cũng tốt kìa. Không biết là giờ tân lại được bao nhiêu cái ta? Dạ. Tân được cỡ 50 cái không? Dạ. Dạ, anh biết siêu phủi chắc ít tập tân banh đúng không? Dạ. Có thường hay tập tân banh không? Thì cũng hiếm à. Ít nè, không tập nhiều lắm đúng không? Dạ. Ok, thôi thử tân 50 cái cho mọi người xem nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Rồi, rất là nhẹ nhàng luôn. Nhất là quả tân đùi. Tân đùi thấy có vẻ dễ dàng. Ok, chuẩn bị sẵn 5 quả banh cho Đức Cun thử phất dài. Đó, ở cùng thành xa tít đằng kia. Cự ly chắc ở đây khoảng 40m. Thì giờ Đức Cun sẽ đá 5 quả vào khung thành đó, coi vào được bao nhiêu quả nha. Wow. Wow, ngay sàn ngang luôn. Quá ghê. Chúng sàn ngang tính vào một quả luôn. Quả thứ hai. Wow, quả thứ hai vào luôn. Quá dữ. Quả thứ ba. Wow, 3 vào 3 luôn. Trời ơi, ghê quá vậy. Quả thứ 4. Chung sàn ngang. Wow, ghê à. Quả cuối cùng. Vào luôn, trời, 5 quả vào 5 luôn. Quá ghê,
cho thêm quả thứ sáu nữa. Wow, quá dữ dội, hay quá cô ơi, 6 vào 6 luôn. Hút dài quá dữ, tuyệt vời luôn anh em ơi. Thấy hay thì nhớ like nha, thấy hay nhớ like nha, quá đẳng cấp, quá đẳng cấp. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, sweet, go, 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 go. Throw shade, that's a no, no, no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 6-4-4. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Đến kỹ năng đỡ bước 1 đó, đã nhờ một người bạn của Đức Cun đi theo để phất banh một cái lồng rất gọn gàng. Gói chân một cái lồng chân trái. Wow, ngọt ngào. Wow, ngực ngọt thế. Wow. Tiếp tục một cái lồng rất ngọt ngào. Yeah, một cái gói. Cuối cùng, ngực cái nữa chứ hả? Wow, quá hay. Giờ đó là những kỹ năng cơ bản trong bước 1 đúng không em? Dạ đó. Thử Neymar tết không? Làm được Neymar tết không? Dạ thử luôn. Chơi luôn nha. Đó thôi. Ok. Yeah. Lần nữa. Yeah. Một cái chân phải và một cái chân trái luôn. Quá ghê. Yeah. Khoảng cách còn hơi xa. Lần nữa nha. Banh dính tại chỗ luôn. Yeah, đã thành công. Hay quá, tuyệt vời luôn. Ngay mở tích. Quá đơn giản. Giờ là đố em 5 quả đá vào khung thành phía bên kia, đá phạt góc nha. Được không? Coi 5 quả vừa được mấy quả nha. Ok, có tập quả này bao giờ chưa? Dạ chưa. Chưa tập là giờ luôn, nói là làm thôi nha. Ok, quả đầu tiên nha. Chơi. Wow, quá dễ dàng cho quả đầu tiên. Quả thứ hai hơi chệch tí xíu. Quả thứ hai hỏng rồi, giờ quả thứ ba nha. Wow, vẫn đi ra sau khung thành. Quả thứ tư. Wow, trúng ngay cột dọc phía đằng xa. Quả cuối cùng. Yeah, 5 quả vào được 3 quả. Quá hay. Tổ ơi, trời anh làm không được đâu. Anh làm được là quá dữ luôn. See the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I'm a real one, my day ones. Try speak up, can't say none. Try dig dirt, there ain't none. I make the money, then save up. 10 to 80, my save ones. Take the top on the base one. New car, race on. Fast lane. Đức là nổi tiếng nhất với lại màn vô lê trên không. Ở đây người ta gọi là cắt kéo phải không ta? Đó. Thì hôm nay có nhờ một người bạn của Đức làm thủ môn ở đây và một người bạn khác sẽ truyền dài ở đây để cho Đức sẽ vô lê ở vị trí này nha. Mọi người cùng xem Đức Cun chỗ tài cắt kéo vô lê trên không nha. Rồi. Wow, hơi chệch nhưng mà quả bay người rất hay.
lần nữa. Wow, quá dữ luôn. Thủ môn đứng nhìn luôn. Quỳnh ơi, cố gắng bắt luôn nha. Bỏ đi qua. Trời ơi, đá gì ai đỡ. Trời ơi, quả đầu có vẻ tạch nhưng mà hai quả sau quá tuyệt vời luôn. Quả tư. Wow, trời hay quá em ơi. Quá ghê luôn. Đẳng cấp quá, cắt kéo quá đẳng cấp luôn. Tuyệt vời, lần đầu tiên thấy bay người vô lê dữ dội vậy. Mấy pha bóng cắt kéo trên không này là ứng dụng lúc nào giờ Đức? Lúc đội mình được hưởng đá phạt góc. Phạt góc đúng không? Đá hoặc phạt, là đá biên. Đá phạt. Thường là ở đây dành cho hướng chân thuận như thế nào ta? Ví dụ như góc bên phải thì sử dụng chân phải đúng không? Còn nếu như góc chân trái, góc bên trái bên kia thì sẽ ngược chân lại nha, là dành cho chân trái. Đúng không ta? Anh thấy nãy giờ em bay em đá mấy quả bóng là thay vì mình cụm đầu á, bóng khoảng này đúng không? Thay vì cụm đầu là bay lên đỡ, đúng không Đức? Dạ. Thì em té có đau không ta? Dạ không. Thấy tiếp đất có vẻ nhẹ nhàng đúng không? Nãy giờ thấy xuống vai nhiều. Vai tay xuống. Em thử nhảy mà không có banh thì nó sẽ như thế nào ta? Ok, thôi nhảy không banh thì khó nhảy quá. Có banh cho dễ nhảy nè. Wow, quá ghê. Wow, trúng ngay vị trí đúng không? Nhưng một pha bay người rất hay. Wow, trời ơi. Một pha vô lê rất ngọt ngào. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I'm a real one, my day ones. Try speak up, can't say none. Try dig dirt, there ain't none. I make the money, then save up. 10 to 80, my save ones. Take the top on the basement. New car, race on. Sau một hồi bay, thấy tay cao su không? Cát đất không? Té đau không, Đức? Bình thường. Bình thường hả? Thôi giờ chuyển qua cái nhẹ nhàng hơn ha. Đây là một màn soi gân giữa Đức Quân với lại bạn của anh ấy, Tính Thủ Môn nha. Cự ly thì khoảng 15-16 mét, sân 7. Rồi, quả đầu tiên đây nha. Coi sút 5 quả vào được mấy quả nè. Quả đầu tiên. Wow. Mặc dù bay người rất tốt nhưng bóng vẫn ghim vào góc cao. Quả thứ hai. Ồ, cự ly này xa quá. Wow, đúng vị trí của thủ môn Tính. Hơi xa đó, gần lại đi. Ồ, quyết định đá xa vậy luôn hả? Dữ dội, cha. Đá góc cửa đấy thì làm sao mà chụp đúng không? Đúng không? Wow, quá hay. Những cú sút rất hiểm của Đức Côn. Và quả cuối cùng. Wow, một pha bay người rất tốt của thủ môn. Yeah, rất hay. Rồi, thôi, cảm ơn thử thách của em ngày hôm nay nha. Một những pha chuyền dài, bước 1, sút vô lê trên không, cắt kéo trên không và những pha đá phạt cũng rất là tốt ở đây. Thì mọi người thấy hay thì nhớ like cho Đức Côn nha. Rồi, mình là Phạm Trung Thi. Anh em thấy hay cho mình một subscribe nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Giờ thì mình đã về lại Sài Gòn rồi nha. Đang ngồi dựng clip của Đức Côn luôn nè. Thì trong lúc dựng mình nhận ra là đôi giày của Đức Côn cũng rất là cũ rồi, rách luôn rồi. Thì mình đã gửi đôi giày WK Quang Hải 19 của mình ra cho anh Tịnh và nhờ anh Tịnh thay mình tặng cho Đức Côn. Và hy vọng là với đôi giày mới này thì Đức Côn sẽ có nhiều kiến tạo, nhiều bàn thắng đẹp, đem lại nhiều vinh quang cho quê hương mình. Hy vọng là sẽ còn được xem Đức Côn với đôi giày này chinh chiến ở các giải phủi trên toàn quốc nha. Rồi, video clip đến đây là kết thúc. Nếu em thấy hay nhớ like và đăng ký kênh nha. Mình là Phạm Thi.
Xin chào, gặp lại, bye bye.